Rồi, chào cả nhà nha. Sáng nay mình chuẩn bị đồ để đi thăm bãi gắn nè. Gà tre với của mẹ mình, của anh Khang biết. Này miếng chuột mình mới bắt vô. Đấy. Dễ thương không? Cái gì thôi? Hả? À, cái thu chuẩn bị làm rồi mà. Trời ơi, coi sáng nay thăm bảy trúng ngoại. Bữa nay có hành khủng, bữa nay thăm trúng bánh mới được. À, cái gì tới điểm thăm mình quay tiếp cho bạn xem nha. Lúc thu nó cũng chuẩn bị đi làm, mình cũng chuẩn bị đi thăm bảy luôn. Rồi, cái này là cái đầu tiên luôn, mở hàng suôn sẻ các coi. Tên. Ủa, cái bẫy mình đặt đây mà ta. Ủa, đâu rồi? Đây, động tĩnh cứng đá gì không? Thấy cái quẻ hổng hiu, không thấy cứng đá gì hết. Bạn ơi, ôi nghe quá khúc à. Trời ơi, chuột chạy ra hello. Đi đời nổi không? Bắt luôn cho nó luôn. Cái đầu tiên không có hàng rồi. Thầy kỹ ra mới được. Thầy buổi về giang hồ thì mát lắm. Cái đầu tiên là chất quất. Ổi người ta nè, bọc rồi. Đó, ổi này tìm gà có giá lắm. Người ở Đài Loan, nhìn trái biết rồi. Đây con cái nè, cái này bự. Quất con chập bá không? Bự không? Quất cho con bự bự, chập bá lửa. Hiểu, đã quá đã. Thấy rồi nha. Thấy cứ quá trời nè. Bự không đây. Nè các bạn thấy không? Cứ trắng trắng nguyên hôm đó. Khúc à. Cái gì bất kịch vậy? À, dính gắn mà nè. Quá đã quá đã. Chuột tha vô gác vô đầy ngóc chứ. Không nhìn không thấy gì hết nè. Thôi, quốc lượng con có hành. Dù mánh. Chuột mà tha gác vô cả đống cả làng vậy đó. Tên. Ồ. Hổ hành này cũng bự à, nửa ký à nha. Nó đỏ ngà nè. Ồ, hổ hành đẹp quá. Cái da nó ngà ngà. Đó, chà bá. Ồ ồ. Quá đã. Hổ hành. Con này nửa ký á. Ủa, da bóng ngời luôn. Da đẹp ghê, mà da nó ngà ngà, nó không được đỏ lắm. Nó hơi hơi á. Đó, quá trời ngắn đã. Cái mùi hành này. Rồi, để mình bỏ chuột cho đặt lại thôi. Dính có mùi gắn là đã. Tụm gầy hơn, mình dính gắn bự bự không à. Nó nhỏ ít hơn là gắn bự. Cũng đỡ. Có con gì không đây? Co còn găng chứ đừng nói co con chuột nha. Quất con chập bá lửa cái coi. Trời ơi, chưa gì hết. Thấy rồi. Chút ép. Hổ ngựa. Cứt ỉa đầy miệng hôm hết trơn. Quá trời quá đất cứt. Thở kẹt đầu nữa. Ô, hổ ngựa nhỏ kẹt đầu. Ô, nó luộn hai luộn. Ô, ca này căng rồi. Nó luộc hai ba luộc. Trên dưới luôn. Bó tay chứ. Cái này phải cẩu đồ chạm nó rồi. Chứ sao giờ hên còn sống chứ không có chết. Luộc cho trên hôm dưới nữa nè. Chịu đời nổi không? Con ngựa nhỏ xíu. Thôi để mình xử lý cây này cái đã. Cây này căng là phải cẩu đồ chạm nó rồi. Bó tay con ngựa được chứ. Cái bẫy này đợt rồi á, đợt cách đây khoảng tuần trước á. Mình dính gắn hoành khoảng 750 gram á. Cái đợt mà cái video mà mình mới đặt có hai đêm quá nè, cái bẫy này nè. Bữa nay mình thăm cái luồng bẫy nè. Trời đang chuyển mưa đang thui luôn, mong là tối nay mưa. Mấy gà chuyển mưa không mà chắc có không có mưa. Mưa lắc cắt lắc một xíu à. Con gì ở đây? Con gắn đừng nói có con chuột nha. Khúc nè. Ủa, con hổ hành chập bá luôn. Quá đỡ. Ủa, con hổ hành nè. Bạn thấy không? Ép bịch lúa ở ngoài nè. Hổ hành chập bá luôn, gòm dính cho cái bẫy này, dính hổ hành 750 gram á. Ủa, hổ hành này bự hơn con đó nữa. Nè, cất tỉa nè, đầy dân hơn.
Ủa vô mánh này, vô mánh này quá đã, quá đã. Này cặp lộ nguy hiểm quá. Trời đang chuyển mưa ầm ầm ầm, kiểu mà trời gầm á. Không có sấm sét nhưng mà trời gầm. Quá trời rắn hoành này. Chập bá luôn. Nó phanh đó nè. Cái này đặt cặp lộ. Đó cái phanh lúa đầu. Đã quá đã. Chỗ này bợ hai con này chắc hết rồi quá. Hai con này ngang ngang nhau á. Vô mánh nè. Hàng khủng, hàng khủng. Cái tên. Ồ. Ép bịch lúa ngoài. Ngay cứt ẻ nè. Quá đã, gắn hành quá đã phanh. Đã ghê. Con này cũng khoảng 750 gram. Con này đó khoảng 750 gram á. Rồi để mình bắt nó ra luôn. Ồ, bợ hai con đã quá. Hai con này chắc hết rồi quá. Con này 750 800 gram. Cho nó bò ra đi, để chày uổng rắn và bự cũng bự để chày uổng lắm. Sợ là đầu vô kéo luôn cho rồi. Quá đã, gắn quá đã. Bắt từ từ chạy chạy gắn uổng gắn. Quá là gắn, gắn 750-800 gram. Vô mánh, hàng khủng tiếp. Này có hàng khủng rồi. Đó, này gắn nè, thấy không? Kinh khủng gắn. Quá trời gắn. Hàng khủng nha, hàng khủng nha. À, để mình tranh thủ mình bỏ chuột vô. Đặt tiếp. Mong kiếm nữa con đó, hai con chắc hết rồi quá. Nhưng mà hy vọng ai biết được. Cái này còn có một cái nè. Cái bên dính, chỗ gắn dính gắn hoa hành bự rồi. Cái bên luôn. Cái này mình đặt bên đây đường, cái hải bên kia đường. Dạ. Có hải con bự con cũng được 750-800 gram á. Dạ, cái bãi cũ á. Dạ, cái chú hôm bữa lúc trước á. Như vô lúc mà dính gắn 750-800 gram. Cái chú. Cú nè. Ủa, hoa hành nữa quá đỡ quá đã. Hoa hành cho bá luôn. Dạ đang dính còn nữa nè. Dạ. Ừ con này cũng bự à. Vô mánh nè. Hai cái hai con luôn. Dạ. Dạ. Cái này đã gọi thăm Trung Quốc. Dạ. Ừ này bự cỏ. Ừ, xin lỗi các bạn nha. Nó vướng vô cái cây sậy. Con này chắc khoảng nửa ký à. Nửa ký à. Quá bự nha. Dạ. Ơ dạ hên quá, hai cái lượm hai con luôn. Cái này ớt rồi, đậu ché. Ớt à. Ớt đó gì chứ? Ớt ớt hiểm. Hiểm à, hiểm bự chứ vậy? Ớt hiểm cái loại thiết chế bự ớt trồng á. Dạ. Còn ớt chim đĩa thì nó nhỏ xíu à. Dạ. Cất đá vô ta. Không thấy ỉa cất kia nha. Cái này gọi gọi thăm Trung Quốc. Cái đèn. Đó. Con này 600 gram à. Ừ, gắn, gắn dạ. Gắn, gắn không thấy cái đá gì hết. Con này 600 gram. Quá đã. Quá đã à? Dạ. Mừng quá, hai cái bợ hai con mừng quá. Theo gắn này ký nhiêu ạ? Này tụm gầy được 330 340 chứ. Một ký kìa. Vậy, ngon nhất. Dạ, ngon nhất cái nha. Đi không? Loại từ 600 gram á. Thì 600 gram phải không? Dạ. Thật đặt cái dần rồi coi đừng có con nít nha. Dạ. Nít rồi bị cho nó ham nó lấy nha. Con bị mắc bẫy hoài. Hả? Con bị mắc bẫy hoài. À, gắn này cũng khoảng 600-650 gram á. Dạ, đó đó. Dạ. Quá đã, quá đã, hai con bợ, hai cái bợ hai con luôn. Hên quá chú ơi. À, để mình bỏ chuột vô đặt lại. Gặp chú hên quá, lần trước gặp cũng có con 750 gram hay gì nữa. Dạ. Lần trước đó, lần trước đó. Dạ. Ừ, bữa tôi thấy đây đó. Ủa đó cái chú đó. Ừ, quá lắng. Dạ, giờ mình bỏ chuột vô mình đặt lại. Ở dưới đây mình có con cái nè.
Cái này gọi đã gọi thăm chung chức quốc. Đâu ta? Nó bãi đặt đây mà. Chà chà tình căng à. Hay đằng kia. Đặt mà không nhớ luôn. Dính gắn bự rồi quên luôn. Đây nè. Ăn nặng coi, không còn chập bá rồi. Động tĩnh gì không? Cứt đá gì không? Không thấy động tĩnh cứt đá. Cút à. Ờ, chuột mình hello, hello, see you again mình nè. Lúa đầu ra chủ đời nói không? Ờ, phát lương cho nó luôn. Mấy con chuột mình ăn cho ăn ẩu với lúa, bò dưỡng nó quá rồi gì. Da mịn màng, gắn hành khoái lắm. Cái này ngon ghê luôn mà chưa dính. Chiếc sao cũng lụm mà. Rồi trái đủ đủ này bây giờ có muối ớt quất phát trừ nhức nách. Này mình có cái bẫy nè, mà các bạn thấy cái bẫy mình đặt đơn giản ghê không không, chống lỏng vậy đó, quất vậy đó. Bởi vì mình bị mắc bẫy hoài, nhiều cái cũng không hiểu nổi, tại vì mình đặt bẫy có nhiều khi những đồng nghiệp khác á, họ không nghĩ mình sẽ đặt cái bẫy vậy chỗ đó đâu. Cái này gọi thăm chức quất. Trời ơi, chuột cắn bao chắc chức quất mà. Quất nè. Ủa ngô hành nữa, quá đỡ quá đỡ. Gì lắm rồi. Nè cái đĩa nè, trắng sắp bốc rồi ha. Ồ con này khoảng 400 gram à, không tới nửa ký. Nó mà đặt cái đường nhìn hấp dẫn quá, nghĩ trước sợ cũng dính mà. Đã rồi thăm chất quốc à, không có dính. Ai. Dùm ánh, dùm ánh nè. Mấy bữa ngày nay mình đặt bẫy dính gắn hổ hành tương đối bự không à. Nó nhỏ ít. Nè các bạn thấy không, cái đĩa. Có lúc thì thăm toàn là mini không. Đây, ten. Đó, quá đã, quá đã. Ừ, cất đĩa gớm. Bốc. Có cất là có tiền. Con này khoảng 400 gram à. Không tới 400 gửi. Rồi, để mình bắt nó ra luôn. Trời đang chuyển mưa, đang thui. Hai ngày nay chỗ mình không có mưa lớn, mưa nhỏ lắc gắt, mưa được chút. Đó, quá đã, gắn mình mới thay da nè, muốn ngời, muốn lưỡng, da đẹp ghê không. Đó, gắn đã, rồi để mình bỏ chuột vô đặt lại thôi. Bên đó mình có cái bẫy, đợt rồi không, chút quất. Cái bẫy này nó không ngon lắm, nhìn địa hình nó không ngon lắm. Mong là lần này dính đi. Kiếm con nhỏ nhỏ cũng được, có gắn là mừng ngày. Nhiệm đây, con gắn đừng nó có con chuột nghe. Sức đá gì không? Thấy không có đá gì hết à. Cuốc à, trời ơi, chuột con chạy hello hello. Giờ đang chuyển mưa nó tối thui à, các bạn xem cũng thông cảm nha. Gặp cái nào đang chuyển mưa, gặp ở bụi chuối này nè. Phước ánh sáng. Phát lương cho nó luôn. Chỗ này thấy cũng ngon, không thôi lỡ đặt đặt luôn. Thăm lần nữa coi có dính không, không dính mình cuốn chỗ này quá. Hai trái đủ chín nhìn đã không? Giờ đủ ở chỗ này cái ghề nhầm người ta bán không được á, người ta bỏ luôn á. Đang cháy luôn, hai trái bên đây một trái nữa, ba trái luôn. Mình giờ hái kỳ quá. Mấy đủ đó người ta bỏ đó. Giờ có bò có nguyên vườn mà tên ông nguyên vườn người ta bỏ luôn. Dạ rẻ quá đó. Với lại nhiều khi có người ta mà cắt xong mình không ai mua nữa chứ. Mình hái kỳ. Nhìn thấy thèm quá, đang khát nước. Cái này gọi thăm quốc. Cứt đá gì không? Không thấy cứt đá gì hết nè. Cút nè. Ừ, không ngựa. Ui. Dạ, đổi bạn. Úi xù, té luôn. Cái này cái bờ giật. Ồ, không ngựa này cũng nhỏ chứ không bự lắm. Nè, đây tôi đủ nè. Đó, thêm hai trái nữa. Hai trái này nhỏ. Ừ, không ngựa, hai con này chắc khoảng nửa ký à. Nhà mình giờ không ngựa quá trời, nhà 6-7 con nha. Cái đèn. Ồ, con này nó hơi nâu nâu. Này khoảng nửa ký à. Rồi để mình bắt nó ra luôn.
chứ. Dạ, uống ngựa. Mổ ra cọc 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 này dữ lắm, không có độc nhưng mà dữ. Này có nơi gọi sọc dưa, mỏ vỏ, gắn rồng. Con này khoảng nửa ký. Thôi, tôi chưa ra khỏi bảy ỉa rồi. Đúng. Thôi, ỉa một đống. Ỉa như dãy núi Himalaya. Cái lời nói không? Rồi, đây, ẻm đây. À, để mình bỏ chuột cho đặt lại. Ồ, ỉa qua vậy á. Gắn nhìn thấy cũng nâu nâu, cũng không được vàng lắm. Có con vàng cháy như nghệ luôn. Ngày xưa có con kiến nó bằng con voi, nó lo con bò xuống sông. Đi con mình nó buồn quá các bạn ơi, nó mệt, nó ca tàu lao mới lao sàm sàm như cho nó đỡ buồn. Vì bị gắn, nói chung đi hai người đỡ, nói chuyện qua lại đỡ. Nhưng khi cầm vỏ phụ này nó cũng đỡ. Đi mình hơi mệt chút. Các bạn xem cái bẫy mình đặt bá đạo không? Nói chung là mình đặt bẫy nhiều cái, nói chung cũng đau đầu lắm. Không chuyên nghiệp bởi vì đặt tàu lao mới lao. Nhầm khi bẫy mình là hai hôm chứ mình đặt có sử dụng có hôm không à. Cái gì đây? Cút à. Ủa hành quá đã quá đã. Mà hổ hành này nhỏ chứ bự. Thấy phanh cũng nhỏ. Ồ, con này cũng được 400 gram rồi nha. Ồ, nó ấu chuột ra đùm lum thấy ghê. Đó, con chuột ối ra thấy gớm. Con này chắc khoảng 350-400 gram. Để mở thử ra. Cái này gọi thăm chất quốc. Cái tên ối chuột ra dội không ghê. Con này mình nghĩ chắc khoảng 350 gram à. Nó chuẩn bị thay da sao, da sần sầu quá, xấu quá. Gắn chuẩn bị thay da. Mới thay qua da nó yếu xịu, da nó xấu quá. Ủa ỉa rồi. Ỉa mình lum chưa, không sao, có cức là có tiền. Da đúng ha, mới thay da da còn dính nữa các bạn. Rồi để mình bỏ chuột vô đặt lại thôi. Quá đã quá đã. Hồi ở này có con cá nè, đối diện cá mới dính gắn hoành. Có chú nào chạy xe nhìn mình không biết lần sau cái bẫy còn không. Ai biết được, nói chung bây giờ cũng có người tốt người xấu chứ ai cũng đâu phải ai cũng xấu. Cái này gọi thăm chất quốc à. Bợ thêm con hổ hành chập bá nữa rồi. Rồi thấy chuột cắn bao thấy không ổn rồi. Quốc à. Ừ, chuột mình ung dung dễ sợ không. Cắt lương cho nó. Rồi nó cắn bao mình đứt dây mình lum chưa. Mấy chuột nào nó cắn bao mình không thay vô, thay vô nó bị cắn bao nữa. Cái này ngon dễ sợ luôn, không dính ta. Nghi chiếc sao cũng lụm nó quá. 22 lần là chất quốc à. Cái bẫy này đã rồi dính gắn hoành khoảng 300 gram mà kẹt đầu chết sình. Mình không có cắt bỏ về, mình không có quay lên. Lần này mợ mong mợ con chập bá lửa coi. Cứt đá gì không đây? Có cứt là có tiền á. Quá đã quá đã, cứt nè bạn thấy không? Cứt nè đen thù lùi ta. Cứt nè, ủa hoành quá đã quá đã. Vô bánh rồi, vô bánh rồi. Dạ. Đã rồi dính gắn hành nhỏ 300 gram kẹt đậu chứ xình uống ghê. Nè chất đĩa quá trời quá đất. Ồ, con này cũng 450 gram mà có à, 450 nửa ký à. Vô bánh à. Hãy thấy cứt đèn lùi đứng đâu hổ ngựa chứ. Tên tinh tinh khui tinh tinh ôi nè cất chè thòn. Con này nửa ký á ha. Nè, khoảng, khoảng nửa ký rồi lên bắt nó ra. Trời chỉ mưa đang thui mũi bay quá trời mũi thiệt tình. Đó trời hầm rồi đó, hầm hầm hầm
Ôi đĩa nè. Gắn khôn quá trời khôn ta. Chạy gắn uổng quá. Nó gịch cho kéo dính đầu bên kia chịu đợi nổi không? Chặt bá chúng bấm đầu máu không? Thiệt tình. Ý. Quá đã gắn à. Muốn ngời. Ta da mới xây da xong. Da đẹp ghê. Con này khoảng nửa ký á. Quá đã quá đã. Dùng ánh. Rồi để mình thay chuột cho. Bỏ chuột vô thay lại. Đặt tiếp thôi. Mong mở thêm con chặt bá nữa. Cái này đã gọi thăm chất quốc à. Mong lần này dính à. Có xe máy ai chạy tới. Mong là cái bẫy này lần sau vẫn còn. Con gì đây? Con gắn đừng nói con chuột nha. Ướng cút nè. Thôi con chuột còn hello luôn. Không đặt gắn á. Không bỏ chuột vô mà nhẫn gắn. Chứ quất cái này chứ quất. Cái này khó đặt quá để mình đặt lại. Chỗ này rồi dính gắn khoảng nửa ký nè. Cái bẫy mình đặt bá đạo dễ sợ luôn. Cái bao cho đó các bạn nhớ không? Mình đậy lại cái bẫy. Ê, này bợ thêm con chà bá nữa coi. Cái bẫy chịu đời nói không? Mình đặt vậy đó. Lấy cái bao đậy lại. Quất nè. Ủa anh nữa quá đỡ quá đỡ. Ủa hai lần bợ hai con ta ơi quá đã. Nè cứt đĩa nè. Trắng bốc trơn miệng không. Con này cũng bằng con gòi á. Khoảng nửa ký á. Lứa. Bên kia gần nhà tao nguy hiểm quá. Hên quá trời hên. Hai lần bợ hai con. Này một lứa nữa. Vô mánh. Này gạo này mấy ngày nay mình đặt gắn không hành bự bự không à. Đỡ. Đỏ tê ten. Này cứt nỉa trắng bóc. Ui con này đỏ ché. Rồi, như có xe tới nữa. Nguy hiểm luôn mình gặp. Ồ, đó. Đó, đã không? Nửa ký hơn á. À. Con này bự hơn con rồi chút. Quả đã quá đã. Miếng gắn hoành rồi nhất mình đã lắm. Rồi để mình bỏ chỗ cho đặt lại thôi. Quỷa lum chân. Sao có cứt là có tiền. Cái này gọi thăm chất quốc à. Cái mới dính gắn hoành khoảng nửa ký á. Cái bẫy này như đợt cái clip đào á, mình có quay thì phải. Mà chất quốc à. Có gì không lần này bợ con chà bá coi. anh bữa. À có thấy có cứt rồi. Quá đã quá đã có cứt rồi. Có cứt là có tiền nè. Cứt này. Ô, cái này không phải cứt bạn ơi, nó trắng trắng không phải. Không phải cứt. Cái gì trắng bóc luôn coi. Ôi con chuột chết. Ôi chuột chết sao trắng bóc kỳ vậy. Tự nhiên có. Lỗi các bạn nha. Mình nãy giờ tự nhiên có máy bị quẹt sao mới văng ra. Mình đang nghiên cứu cái bẫy này nè. Sao kỳ vậy ta. Nếu mà con gắn nhỏ nó ố chuột ra. Nó bò ra không phải ố chuột mới được. Tại cái bẫy này mới có 2-3 đêm mà. Nó đâu có thể nào tiêu quá hết con chuột cũng được. Cha căng à. Cái này để mình coi lại cái lưới có bị lỗi không ta. Hôm vẫn hoạt động tốt mà. Hèn cái chân gắn đó là cái cứt nữa đó, cứt gắn đó. Gắn là cứt đó hả? Rồi. Ồ cái này nó bị sao ta? Không phải cái nhỏ mà nếu mà nó muốn bò ra là nó phải ối con chuột ra. Rồi mới 3 đêm mà, chưa tiêu hóa được hết rồi. Mới 3 đêm rồi, hả? Ờ mới 3 đêm mà. Ồ cái này để mình bỏ chuột đặt lại bạn ơi. Đâu coi anh coi hai cái hôm đầu rồi. Không hôm nó vẫn hoạt động tốt rồi. Không, cái bẫy nãy mình không hiểu lý do luôn. Tại mình mới đặt có 2 đêm mà tính ra không 2 đêm chứ không phải đợi 3 đêm nữa. Mà nếu con gắn nhỏ nó ói nó không muốn ra nó phải ói chuột mới được. Vậy mà không hiểu lý do hôm thì lưới không có bị lỗi gì hết. Có gì hôm nay? Quá đã quá đã. Thấy rồi, thấy không? Các bạn thấy chưa? Thấy cái chất bóp không? Đừng nói giống như cái bẫy hải này buồn như con chuột chuồn luôn á. Quốc à, ủa gắn hoành quá đã quá đã. Cái này nó hơi tối các bạn thông cảm nha. Trời đang chuyển mưa quá trời tối.
vô mánh này. Cái này cặp lộ lớn, người ta xe chạy quá trời. Con này chắc khoảng nửa ký nữa. Nè, ép bịch lúa mà, gớm không? Vô mánh rồi. Còn nít nó chạy quá trời, nó nhìn như cái bẫy này chắc lần sau xong hàng quá. Này lộ lớn quá, thôi mình khỏi mở bao nha. Tranh thủ mình bắt ra luôn. Nít kia cho nó nhìn quá trời rồi. Các bạn nghe đấy, nghe xe chạy kinh khủng không? Cái này lộ lớn, lộ đường tắt ra mày cẩn thận. Đó, quá đã. Con này khoảng nửa ký á. Bên kia quán cà phê luôn, ghê. Không biết cái bẫy lần sau còn không. Quá đã đã. Rồi, để mình tranh thủ mình bỏ chuột cho mình đặt lại thôi. Rồi, mình còn cái này là cái cuối cùng luôn nha. Của chuyến thăm ngày hôm nay. Thử có con gì không đây. Cuốc à. Trời ơi, chết quớt, con chuột chết queo cái gì rồi. Đúng buồn như con chuồn chuồn luôn, chuột chết queo rồi. Nói chung bữa nay cũng trúng ánh. Rồi, mình để về nhà mình căng thử là được nhiêu. Nói chung bữa nay cũng trúng. Về tới nhà nè, ba mẹ mình giường mọc ổi chưa vô nữa, không cửa. Rồi để mình căng gắn thử được nhiêu nha. Nói chung bữa nay trúng mánh nè. Mấy bọc gắn hố ngựa nè, 5-6 con đó đó. Đi về bữa nó ba mình không xử luôn. Tép ten đó, một cánh nè, chụp bá luôn. Hổ hành không à. Có con hổ ngựa dưới hải, con hổ ngựa kẹt đầu mình cẩu rồi chảm nó luôn rồi. Ở cái này trúng bịch này cũng 3-4 kg à. Này gắn bự bự không à, mấy ngày nay mình thăm đỡ gắn bự bự không nhiều, nó nhỏ ít. Con khủng, con này 750-800 g, 750-800 g thôi. Con này quá, công nhận chỗ đó là thăm hai lần dính hai gắn bự ghê luôn, hên dễ sợ chứ. Rồi để mình căng thử được nhiêu. Bọc con hành quá đã. Hổ ngựa này nửa ký không đây. Tết đen. Ờ, con ngựa này gần nửa ký, không được nửa ký nữa. Trời ơi, nó nhũn rớt màu lưới chừng. Nên bay. Ờ, đúng nửa ký. Chính xác nửa ký hơn. Còn nửa ký. Ô, sao con ngựa gì mà nửa ký. Rồi, cái này mới đã nè. Đó, gắn hành nè. Nhìn thấy đã. Ê da, nặng à. Cái này 4 ký có không ta. Tính tên. Ồ, 4 ký 8 luôn. 4 ký 8 rác còn 4 ký 7. 4 ký 7 gắn con ngựa đó, nửa ký nữa. Ồ, 5 ký 2. Quá đã thì 5 ký 2 nè, gắn con ngựa nè. Ủa gắn hành nè các bạn thấy không? Hên bự bự không à. Đỡ, nói chung bữa nay cho chúng mánh nè. Nay tổng cộng nay được 5 ký 2. Ý da. Chúng mánh. Nó gắn mấy ngày nay mình thăm đỡ, gắn bự bự nhiều. Ồ con gắn nào lột da quá trời. Rồi thôi mình cũng xin kết thúc video ở đây. Chúc các bạn xem video vẻ nha.